chào mọi người, xin chào anh em. Đây là một gian hàng đáng yêu nhất tại triển lãm Bangkok Motor Show đấy. Đấy chưa? Rất thân thiện luôn. Nó thân thiện như chính chiếc xe bên cạnh. Rất đáng yêu. Đáng yêu và thân thiện như chính chiếc xe bên cạnh. Rồi đủ rồi nhá, bây giờ sang ngắm xe nào. Chiếc xe và phương tiện di chuyển. Cho đồ thị ở đây có toàn chữ Thái rồi. Toàn chữ Thái, đây một chiếc xe điện. Đúng rồi, điện. Đó, xe điện là cái chắc rồi. Phát triển bởi một công ty của Nhật và được sản xuất tại Thái Lan. Rất nhỏ nhắn. Rất nhỏ nhắn. Đèn này. Đầu xe điện thì có thiết kế khá dị. Với xe điện thì cái việc bố trí pin và motor nó dễ dàng hơn so với động cơ xăng, cho nên là kích thước nó không quá cồng kềnh. Và đây có lẽ là phương tiện di chuyển cho đô thị dành cho những bạn như thế này chẳng hạn. Đấy. Ngắm xe rồi lại ngắm người thôi. Thiết kế của mẫu xe này thực ra thì nếu mà nói một cách chân thành như nó như cái xe buggy ở trong các cái sân golf ấy, nhưng ở đây là có đóng thêm vỏ thôi. Nhưng mà về công suất có lẽ là sẽ tốt hơn. Mẫu xe này có tên là FOMM One. Có lẽ lấy cảm hứng từ Formula One chăng? Và thiết kế kiểu 4+2. Ôi giời, đây là xe một chỗ luôn. Bản 4+2 nó nằm ở trong, nó nằm ở phía kia. Rồi. Đây. Rất đơn giản. Chắc là chỉ có công tắc rồi đóng điện vào, đóng cầu giao điện và chạy thôi. Đấy, đó, vào pin sạc rồi đồng hồ điều hòa có rất cơ bản. Một chiếc xe với trang bị siêu cơ bản. Chuẩn là đây mới là gọi là chắn nắng che mưa. Đây là cái bản chở hàng để mình qua cái bản đây rồi, cái bản màu hồng này đi. Bản màu hồng này đây. FOMM One. Bản này được bán với giá là khoảng bao nhiêu nhỉ? 431 triệu đồng. Thưa các bạn, 431 triệu đồng. Nếu mà được trợ giá nữa thì khả năng sản phẩm này đối với những người sử dụng giá còn thấp nữa. 431 xe nào sẽ bằng VinFast Fadin, sẽ bằng bản cao của Hyundai i10, sẽ bằng bản cao Morning, sẽ bằng một bản nào đấy của Sunny gì đấy. Đó. Nếu như bán ở Việt Nam với giá này thì có mua không nhỉ? Có mua không ạ? Rồi, rất nhiều màu đáng yêu. Thực ra nếu mà ở trong một cái khu đô thị lớn, chuẩn là sáng đưa con đến trường rồi lòng vòng đi chợ thì có thể chắn nắng che mưa cực tốt, đi làm gần cũng được. Nhưng vấn đề ở mình là cái hạ tầng về cái trạm sạc là một vấn đề rất lớn. Ở các nước thì họ sẽ bố trí tại các trạm dừng nghỉ, các cái khu bãi đỗ xe rồi chung cư vân vân, sự thuận tiện hơn, đồng bộ hóa rất cao. Ở mình nó là một trở ngại rất lớn. Thiết kế 4+2, màu hồng đáng yêu. Đây. Đấy, có con số có DNR đủ luôn nhá. Điều hòa có, ó đồng hồ Odo luôn. Rồi vô lăng. Vô lăng lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua F1. Rất cơ bản. Thần lên thì thường là này cơ. Ghế trượt lên trượt xuống được. Đây. Kéo lên kéo xuống. Đấy. Phanh tay bọc da luôn. Và cộng 2 là đây ạ. Thực ra chỗ này chở đồ và chở con. Xe này chắc là không có ASEAN NCAP rồi. Không biết là có ASEAN NCAP hay không. Nó thực sự là như cái xe buggy ấy. Có rất nhiều màu đáng yêu. Màu xanh đậm, xanh nhạt, màu vàng. Có hết. Màu đỏ có.
ở đây. Rồi, chỉ số về khối lượng đây, tải trọng có hết, chiều dài đấy, có hết. Quãng đường di chuyển đây có thể lên tới 166 km và tốc độ tối đa là 80 km/h. Chạy con này 80 km/h chắc là phải thử. Rồi motor đóng thẳng vào bánh luôn. Max power là 10.6 kW. Hết điện. Ôi rồi lại chạm sạc lại có cả màu nữa cơ. Nếu mà con này ở Việt Nam mà bán được trợ giá tầm hơn 200 triệu thì có mua không ạ? Có mua để đi chợ không? Kể ra nó cũng không lạnh, chắn nắng che mưa cực tốt, và vào mùa đông thì ví dụ mà mình đi mua chở cái gì đấy buổi sáng thì nó cũng đỡ lạnh thật. Rồi, thấy cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui, cảm thấy thì anh em cho mình xin một like, một share, một comment hoặc một subscribe. Hãy rung chuông nhé, hãy rung chuông và subscribe kênh nha anh em. Đó, còn bây giờ xin chào.